Các gốc, cần nhớ cái gốc này quan trọng nhá, liên quan đến gọi tên của Esther. Đầu tiên ạ, CH3 một vạch. Thứ hai, CH5 một vạch. Thứ ba, CH3, CH2, CH2 một vạch. Thứ tư, CH3, CH, CH3 một vạch. Thứ năm, CH3, CH2, CH2, CH2 một vạch. Thứ sáu, CH3, CH, CH3, CH2 một vạch. Được chưa? Đấy, mình phải nhớ những cái này. Thứ bảy, CH3, CH, CH3, CH2, CH2 một vạch. Thứ tám, CH2 nối đôi, CH2 một vạch. Thứ chín, CH2 nối đôi, chỗ này là CH, CH, CH2 một vạch. Thứ mười, C6H5. Thứ 11, C6H5, CH2. Đây là những cái gốc mà chúng ta bắt buộc cần phải nắm vững trước khi học sang lớp 12, trước khi học bài đầu tiên, ester. Được chưa? CH3 tên gọi của nó là methyl. CH5 là ethyl. CH3, CH2, CH2 là propyl. Anh này các bạn chú ý này, có nhóm CH3 đứng ở vị trí carbon số 2. Vậy nó là gì? Iso propyl. Anh này có 1, 2, 3, 4 thì butin. Anh này cũng có 1, 2, 3, 4, nó là butin nhưng lại có CH3 đứng ở vị trí C số 2. Nó sẽ là iso butin. Được chưa? Anh này có 5. Không phải là iso pentin đâu, mà nó lại là iso amin. Đấy. Thế anh này nó khác này, nó phải lưu ý này. Anh dưới này các bạn hay nhầm vinin. Anh dưới này nữa các bạn cũng hay nhầm anilin. Nhiều sách giáo khoa cũ thì viết nó là anilin nên nhiều thì cô sẽ viết nhầm. Nhưng bây giờ viết chuẩn như này, anilin nhá. Anh C6H5 này là phenin. Còn anh C6H5NH2 này nó sẽ là benzin. Không thuộc được ngay đâu. Không bao giờ thuộc được ngay. Mình chỉ có là luyện tập nhiều, gọi thật nhiều thì mình nên nắm vững được. Em hiểu ý thầy không? Có nghĩa là đây để cho các em ghi như kiểu là một cái thư viện, ghi ở trong cuốn vở đấy. Mấy lần nữa học bài gọi tên Esther thì mình mở cái này ra, mình so và mình đặt tên theo cái thư viện này. Được chưa? Hiểu không? Sao mà Esther có đầy? Nhá.